vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Đẹp để tự tin, được phát sóng vào mỗi tối thứ năm hàng tuần lúc 21:50 trên kênh HTV9. Kính thưa quý vị, khi mà có một nụ cười rạng rỡ, tự tin sẽ tạo ấn tượng rất mạnh đối với người đối diện. Tuy nhiên, khi mà chúng ta gặp phải những khiếm khuyết về vấn đề răng thì sẽ có phương pháp niềng răng. Bên cạnh đó có một khuyết điểm mà khi mà mắc phải thì sẽ làm cho chúng ta hạn chế những giao tiếp trong cuộc sống rất là nhiều, đặc biệt là không thể tự tin thể hiện nụ cười. Khuyết điểm đó là gì? Thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng theo dõi tiểu phẩm của chương trình để đoán xem chủ đề hôm nay của chúng ta là gì quý vị nhé. Ngân ơi! Dạ? Chị mới tới hả? Chị mà ngồi thở dài thở ngắn cho em. Nè, chị đi chợ, chị thấy đồ đẹp quá chị mua cho em. Đồ gì vậy chị? Mấy bộ đồ bộ đẹp lắm, vô thay thử chị coi. Đi đi cưng, nè. Cảm ơn chị, xí nữa em thay. Nhỏ này. Ngân ơi, Ngân! Ngân ơi! Trời ơi, đi tìm em quá trời quá đất luôn. Cái xe của em đó, anh đi thay nhớ rồi. Cảm ơn anh. Đẹp lắm. Ừ, hình như thiếu cái tủ quần áo phải không? Đó, anh biết thiếu tủ quần áo, anh đi đặt cái tủ quần áo cho em liền. Ngày mai họ chở tới liền. Đặt luôn rồi hả? Biết em thích màu hồng luôn, cho nên kêu họ sơn màu đỏ luôn. Nó đậm hơn màu hồng. Quá hả? Cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn. Sao nó lạnh tanh vậy trời? Chắn với ông là nhỏ em, ông nó bị tự kỷ rồi. Trời ơi, Ngân sao vậy bà? Hỏi nó đi, bị gì hỏi tôi. Ngân, Ngân, anh chị có làm gì cho em buồn không Ngân? Dạ không. Bạn bè, đồng nghiệp á, có ai làm cho em phật ý không? Dạ không. Tại sao anh chị không hề thấy em nở một nụ cười gì hết trơn trời? Anh chị lo muốn chết à? Tại sao phải cười? Trời ơi, sống là phải cười chứ em. Cười để chi? Cười để thể hiện mình hạnh phúc. Chị góp ý nha, là phụ nữ với nhau á, nên chị mới góp ý chân tình với em á. Con gái mặt mày như vậy đó, thằng nào dám rước? Để biết chừng nào lấy chồng. Trời ơi, cười kỳ vậy. Em sao? Có vấn đề. Vấn đề gì mà tự nhiên không chịu cười? Trời ơi, sao cuộc sống nó khổ dữ vậy? Có vấn đề, có nụ cười. Cười là cười răng súng. Không lẽ nó bị gãy răng, rớt răng? Cái đó đâu có, đâu có. Trời ơi, răng nó tốt mà. Em bị hở lợi, em cười là em hở cái lợi. Mà người ta nói là hở lợi là không có duyên, là vô duyên á. Rồi xấu nữa nên em có cười, tự nhiên cười cứ hở. Trời ơi, chị mà nó làm hết hồn à. Tôi thấy nó chuyện nhỏ xíu à. Vậy mà nó làm cho tôi dòng lo lắng từ cả tháng trời nay. Chuyện mà nhỏ xíu là nó sao? Dễ ợt chị cũng lớn nó mà. Nó đang sống trong thời buổi hiện đại nè, đúng không? Thể mình xấu chỗ nào thì mình sửa chỗ đó. Dễ ợt. Tại sao không biết sửa? Sửa gì? Nói chung là giờ em không cảm thấy em tự tin, tự nhiên cười ra cái mọi người nhìn như giống như là đang nhìn vô cái lợi của em vậy. Nó kỳ lắm, em không có làm được. Cũng khổ mà bà nói sửa là sửa làm sao? Sửa ở đâu? Làm sao có thể sửa cái chuyện mà đang hở lợi mà không còn hở lợi được? Thì ở đâu? Ai biết? Nên trời ơi. Kính thưa quý vị, cười hở lợi là một trong những nguyên nhân không chỉ khiến cho chị em phụ nữ mà cũng khiến cho cánh mày râu cảm thấy tự ti rất là nhiều. Nhưng mà hiện nay đã có rất nhiều phương pháp được cho là điều trị cười hở lợi. Nhưng mà thật sự là có hiệu quả và có thể giải quyết triệt để được vấn đề này hay không? Thì ngày hôm nay, Tường Vi đã mời đến chương trình Tiến sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân, giám đốc của Trung tâm Nha khoa Nhân Tâm để giúp cho quý vị giải đáp tất cả những thắc mắc này. Xin chào bác sĩ. Vâng, xin chào Tường Vi và xin chào quý vị khán giả. Thưa bác sĩ, cô gái trong tiểu phẩm đang muốn tìm hiểu những cái phương pháp điều trị cười hở lợi cho bạn của mình. Bác sĩ có thể cho chương trình cũng như là các bạn khán giả được biết là có nhiều nguyên nhân gây hở lợi không ạ? Cái câu hỏi này hiện nay là tôi thấy là được rất nhiều bạn trẻ quan tâm. Chúng ta hiểu là cái cười hở lợi là như thế nào. Cười hở lợi được định nghĩa là khi chúng ta cười mà cái phần nú nó lộ ra trên 2 mm. Cho đến thời điểm này thì chúng ta có thể thấy là chúng ta có thể liệt kê được là chúng ta có đến 6 cái lý do để dẫn đến cái kết quả cười hở lợi. Dạ, tận 6 lý do luôn. Dạ. Dạ. Cái lý do đầu tiên là do sự quá triển của nú, nó một cách nôm na là bị sưng lên. Và cái lý do thứ hai là chúng ta gọi là mọc răng thụ động. Cái răng nó mọc không ra hết thì cái nú nó vẫn còn che cái răng rất là nhiều. Thì khi đó chúng ta thấy là cái biểu hiện là cái răng nó ngắn và cái phần lợi nó cũng nhiều. Lý do thứ ba là cái xương ổ răng phía trước nó phát triển xuống phía dưới rất là nhiều. Và trường hợp thứ tư là cả cái hệ thống xương hàm trên, phía sau và phía trước nó đều phát triển xuống phía dưới nhiều. Thì khi đó chúng ta thấy cười hở lợi toàn hàm. Trường hợp thứ năm, cái cơ môi nó quá mạnh mẽ. Khi cười lên một cái cơ nó kéo hết lên thì nó lộ hết cái phần nướu ra. Và một trường hợp nữa
đó là cái trường hợp mà cái môi trên nó quá ngắn. Nếu như hồi nãy bác sĩ nói là chúng ta có tận 6 lý do, như vậy thì phương pháp điều trị thì là sẽ chung hay là cũng riêng cho từng 6 lý do như vậy ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Bác sĩ có khi là không quản lý hết 6 cái lý do, có khi gộp lại hoặc là nhầm lẫn, phải không ạ? Trường hợp thứ nhất là nếu như chúng ta có một cái tình trạng viêm nhiễm mà làm cho cái nướu nó sưng lên, thì khi đó chúng ta phải kiểm tra lại cái vấn đề vệ sinh răng miệng, kiểm tra lại cái tình trạng tại chỗ, tại sao nó đưa đến cái nguyên nhân viêm mà gây lên cái tình trạng nướu nó sưng lên như vậy. Hay là có một cái bệnh hệ thống, mình đang sử dụng một cái loại thuốc nó làm cho cái nướu nó sưng lên, hay là đang trong cái thời kỳ là mang thai, nó thay đổi nội tiết tố, nó làm cho cái nướu nó sưng lên. Thì trong những cái tình trạng như vậy thì cái điều đầu tiên là chúng ta kiểm soát cái vệ sinh răng miệng tại chỗ trước để làm giảm cái tình trạng viêm. Còn những cái tình trạng mà chúng ta đang sử dụng những cái thuốc gì mà chúng ta thấy nếu như đó là nguyên nhân thì chúng ta có thể đổi qua cái loại thuốc khác để điều trị. Còn trong những cái trường hợp mà bệnh nhân đang mang thai có sự thay đổi nội tiết tố thì trong đó thì khi đó chúng ta điều trị là chúng ta khuyên bệnh nhân là giữ vệ sinh răng miệng tốt, và chúng ta nha sĩ chúng ta có những cái biện pháp chúng ta làm vệ sinh răng miệng cho bệnh nhân để duy trì trong cho hết cái thời gian mà thai kỳ cho đến khi sinh em bé. Trường hợp thứ hai, trường hợp mọc răng thụ động, có nghĩa là trường hợp cái răng nó mọc ra không hoàn toàn và nó còn nướu che phủ rất là nhiều, thì cái này chúng ta phải can thiệp một cái phẫu thuật nhỏ ở trên nướu và trên xương ổ răng, chúng ta gọi là cái phẫu thuật làm dài thân răng. Toàn bộ cái hệ thống của xương ổ răng phía trước nó phát triển dài xuống phía dưới, thì trong trường hợp này là chúng ta nên áp dụng phương pháp chỉnh hình răng. Vì xương ổ răng nó phát triển dài xuống dưới, thành thử chúng ta áp dụng phương pháp chỉnh hình răng để đẩy lún cái răng hàm trên nó lên trên trở lại, và kết hợp với việc là điều chỉnh nướu và làm dài thân răng. Trường hợp thứ tư là cả cái hệ thống xương hàm trên nó đều phát triển dài xuống dưới hết, thì khi đó chúng ta kết hợp với phẫu thuật hàm để chúng ta đưa toàn bộ cái hệ thống xương cho nó lên trên, kết hợp với lại chỉnh hình răng. Trường hợp thứ năm là trường hợp mà cái cơ môi nó hoạt động quá mạnh mẽ, gọi là cường cơ, thì trong trường hợp đó chúng ta có thể chích Botox, không phải phẫu thuật mà chúng ta chưa chích Botox. Nhưng chích Botox nó có một cái hiệu quả là trong vòng 6 tháng thôi, thì có nghĩa là sau 6 đến 9 tháng chúng ta chích lại một lần nữa, thì điều trị chích Botox cũng không phải là một cái điều trị phẫu thuật gì hết, nó cũng là một điều trị rất là nhẹ nhàng. Còn trong trường hợp mà cái môi ngắn, thì cái môi ngắn thì chúng ta làm cái phẫu thuật để làm dài môi, và chúng ta có thể phối hợp nhiều cái phương pháp đi lại với nhau. Những trường hợp ví dụ như là bệnh nhân có cái cười hở lợi nhiều thì chúng ta có thể điều trị là mà cái thân răng lâm sàng nó đang ngắn, chúng ta có thể phối hợp là chúng ta phẫu thuật làm dài thân răng, cắt đi bớt một ít nướu, tùy theo cái nguyên nhân nó có phối hợp với nhau hay không để chúng ta có thể phối hợp phương pháp điều trị lại. Hiện nay thì cũng có rất là nhiều bạn khán giả đang quan tâm tới vấn đề điều trị cười hở lợi, cho nên là không biết bác sĩ có một cái lời khuyên nho nhỏ nào dành cho các bạn khán giả trước khi bước vào quá trình điều trị thì không ạ? Cái lời khuyên của các bạn là như thế này, cũng lặp lại một cái điều là phải chọn lựa thật là cẩn thận, không là các cơ sở uy tín. Đúng rồi, cơ sở có uy tín không thì đến trường hợp là tiền mất tật mang. Bởi vì cái hiện tượng cười hở lợi là một cái hiện tượng chung nhưng mà nó có 6 cái nguyên nhân hoàn toàn là khác nhau. Do đó các anh chị nên chọn cái người bác sĩ mà có cái rất là nhiều kinh nghiệm, làm sao quản lý được tất cả 6 cái nguyên nhân. Có một cái công cụ xin bật mí là nó rất là hữu dụng trong trường hợp chúng ta điều trị thẩm mỹ răng miệng, là chúng ta có cái kỹ thuật là thiết kế nụ cười thẩm mỹ. Trên cái phần mềm đó nó cho phép mình đo đạt cái khoảng nào chúng ta phải điều chỉnh nướu bao nhiêu mm ở răng nào. Ở thời điểm này cái ngành nha khoa đã phát triển rất là sâu và có những cái công cụ rất là chuyên biệt để chúng ta đem lại cái nụ cười đẹp hơn. Những lưu ý khi điều trị cười hở lợi. Chữa cười hở lợi hiệu quả tùy thuộc vào nguyên nhân và mức độ lợi hở. Cần phải chọn được địa chỉ nha khoa uy tín, có đội ngũ bác sĩ có trình độ giỏi, chuyên sâu về lĩnh vực răng hàm mặt, được Bộ Y tế cấp chứng chỉ hành nghề, sở hữu hệ thống máy móc thiết bị nha khoa hiện đại và tân tiến. Kính thưa quý vị, với những chia sẻ rất hữu ích của tiến sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân, hy vọng là quý vị sẽ tìm được cho mình những phương pháp để có thể điều trị cái cười hở lợi thật hiệu quả quý vị nhé. Và chương trình Đẹp để tự tin xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý vị vào mỗi tối thứ năm lúc 21:50 trên kênh HTV9. Xin chào và hẹn gặp lại.